Xin chào quý vị và các bạn. Bên khi mới về mẫu xe Wego số sàn quý vị. Đây là chiếc duy nhất mà bên khi có này về cái dòng xe Wego này quý vị. Wego số sàn màu trắng, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chạy khoảng cỡ 58.000 km và hiện tại cái mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 292 triệu đồng nha quý vị. Đó, Wego số sàn, một mẫu xe phân khúc hạng A, nhỏ gọn, dễ di chuyển, và đây là một mẫu xe vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị. Đây, xe đang có mặt tại Toyota Tân Cảng đây nha quý vị. Quý vị có thể thấy này, về cái chất của xe này. Đó. 2019 tới giờ 3 năm chạy 58.000, một năm chạy khoảng cỡ gần 20.000, cũng không nhiều quý vị. Một mẫu xe để phục vụ cho việc kinh doanh đồ cưới của gia đình nha quý vị. Nè, quý vị thấy nè, bên trong nè, sùng chỉ nè, keo chỉ nè, tắp lua nè, còn rất là mới ha. Ở bên trong nè, ghế da này quý vị nè, da nhân tạo hay quý vị còn hay gọi là simili đó. Đây, đây có bọc da rồi nè, trục tuần số nè, đây bảng tắp lô nè quý vị, còn rất là mới ha. Nè, nội thất bên trong nè, cửa nè, đây còn ghế sau nè, nè bảng tắp đi cửa nè quý vị, nè, ở trong nè quý vị nè. Nội thất ở bên trong hàng ghế thứ hai cũng còn rất là mới quý vị. Đây, trần xe đây. Trần xe ở bên trên cũng còn rất là ổn. Đẹp nha quý vị. Đối với những cái mẫu xe như thế này á thì về thì bên khi cũng đã kiểm định hết rồi. Cam kết quý vị là không tai nạn, không ngập nước. Cái mâm xe phía sau này quý vị này, vỏ xe cũng còn tương đối dày. Hầu hết những cái mẫu xe Wego này á là chạy đa số là chạy trong thành phố nên cái độ ăn vỏ của những cái mẫu xe này nó là ít hơn so với những cái mẫu xe mà quý vị chạy đường xấu như là đường thường á, đường mà sười á thì sẽ dễ bị ăn vỏ hơn ha. Nè quý vị nhìn thấy nè, phần trước nè, kết cấu giữa cản về nè nhìn rất là liền nè, nè những cái bộ đèn này, những cái chó đèn này còn rất là sáng nha quý vị. Nè bộ đèn sương mù ở dưới nè. Đó. Đây. Đó. Đối với những cái xe mang bản số thành phố thì quý vị nếu mà có hộ khẩu thành phố sang tên thì không có tốn 20 triệu tiền bản số nữa quý vị. Đó, đây. Những cái chó đèn này rất là sáng ha. Đèn sương mù cũng còn rất là đẹp. Đó. Đây là cái cấu tổng thể phía bên phải nè, quý vị xem, nhìn từ trước về sau. Cái màu trắng này á, quý vị mà để một thời gian á nó sẽ có hiện tượng nó bị ố nè quý vị. Nhưng mà khi mà bên Kim về á thì sẽ tiến hành là dọn dẹp lại theo cái gói Marukuri á, thì đảm bảo quý vị rằng là cái được xe khi mà được đánh bóng cũng như là vệ sinh á thì quý vị nhìn xe nó sẽ rất là khác ha, đẹp hơn hẳn luôn quý vị. Nè quý vị thấy không, bảng tích bi cửa còn rất là đẹp ha. Đây nội thất phía bên phải là bên ghế phụ đây quý vị nè, xe này là chưa có dọn gì hết đâu nha quý vị. Đó. Khi dọn lên thì nó sẽ sáng hơn nữa ha. Xe này thì Kim thấy là đã có dán phim rồi. Đó, có làm bộ ghế da simili nè, rồi như Kim thấy là hình như có bộ loa súp, giống như là cái hệ thống cảnh báo ốp súp lốp nha quý vị. Nè, đây này, đây là hệ thống cảnh báo ốp súp lốp gắn lên xe nha quý vị. Đây ha. Thì cái này là những cái trang thiết bị thêm thôi để cho khi mình xe mình đi thì nó tăng tiện ích lên thôi quý vị. Còn về cái chất xe thì bên Kim đã đảm bảo rồi, cam kết không tai nạn, không ngập nước. Đó. Nên quý vị cứ yên tâm ha. Đây để Kim để máy lên cho quý vị nghe luôn ha. Đây số km đây quý vị, 58.206 km ha. Đó. Đây. Đó. Là các bạn tắp lô này, vô lăng này quý vị này, vô lăng này còn rất là mới này. Quý vị thấy không, hệ thống điều hòa coi nó là lạnh rất là sâu ha, rất là mát nha quý vị. Và cái bảng tắp bi ở trên này đó, không có hiện tượng chảy xệ hay gì hết. Đây là phần đổ thêm của loa súp này quý vị đó.
292 triệu đồng thì quý vị đã sở hữu cái mẫu xe Wigo số sàn này nha quý vị, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo đó. Thì quý vị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm ha, để Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.